Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Hoa Vạch. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt và sử dụng phần mềm Beatex của dòng máy Rode, máy in nhãn hiệu Rode. Thì đầu tiên chúng ta cần cài driver của loại máy in. Thì em đang có sẵn một loại máy in là BT-E550. Thì đầu tiên chúng ta cần tải driver của máy in. Mọi người có thể vào Google và gõ từ khóa là driver BTE500. Chúng ta sẽ tải ở cái trang này. Sẽ chọn Windows. Cái này thì có thể chọn theo cái thông số máy của mọi người. Windows là Windows 10 và 64 bit. Chọn OK ha. Đây, chúng ta sẽ chọn đây. Printer driver. Chọn bản in lịch. Rồi chúng ta nhấn Agree thì chúng ta có thể tải về. Thì đây là cái mà em đã tải về. Đây là driver của máy main. Còn này là phần mềm Beatex để sử dụng cho các dòng máy in của Rode. Thì để cài đặt chúng ta nhấp vào. Mọi người nhớ là phải bật cái máy in nhãn của mình lên nha. Đây, chúng ta sẽ chọn lại là USB. Phải cắm cái USB vào máy và kết nối với máy tính. Đây, phần mềm sẽ báo chúng ta cắm vào máy tính này. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì xong. Rồi chúng ta sẽ vào control panel kiểm tra lại. Đây thì máy của chúng ta đã được cài đặt driver trên máy tính ha. Rồi sau khi chúng ta đã cài đặt xong cái phần driver của máy in thì tiếp đến chúng ta sẽ cài đặt phần mềm Beatex để sử dụng cho thiết kế tem nhãn cho máy in ha. Thì trong cái trang download driver lúc nãy thì chúng ta sẽ tìm đúng cái máy của mình là BTE500. Và ở dưới đây là ở trên đây là driver và ở dưới đây là cái phần editor tool. Thì đây là cái phần mềm mà để sử dụng thiết kế tem nhãn. Thì các bạn chọn vào đây. Chọn bảng in lịch. Đây, mọi người nhập vào đây và nhấn vào đây. Thì lúc này trang web của hãng sẽ kêu chúng ta nhập serial number của chiếc máy của chúng ta vào. Mọi người lưu ý là cái serial number của mình nó sẽ dài như thế này. Và chúng ta chỉ cần nhập cái đoạn phía sau thôi, không cần nhập cái đoạn đầu. Đấy, thì mình sẽ nhập cái serial number vào. Đấy, thì chúng ta sẽ tải được cái phần mềm Beatex này về. Và lưu ý là chúng ta phải tải đúng cái phần mềm cho cái máy của mình nha. Cái model máy của mình bao nhiêu thì chúng ta phải tải cái phần mềm đấy thì chúng ta mới có thể cài đặt được. Đây, khi em tải về thì nó sẽ như thế này. Mọi người nhấp vào để cài đặt ha. Khi chờ đợi một lúc thì sẽ để cài đặt xong cái phần mềm Beatex này ha mọi người ha. Phím nhịp này. Thì đây là cái phần mềm mà chúng ta vừa cài đặt xong. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái phần mềm Beatex ha. Thì khi mà mở giao diện phần mềm lên thì nó sẽ như thế này. Và đây thì đây nó sẽ có những một số mẫu mà phần mềm nó sẽ tự thiết kế cho chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn và không phải thiết kế quá nhiều. Nên đây mình sẽ có một số mẫu như Office đây ha.
Đây, mọi người có thể thấy là nó sẽ thiết kế cho chúng ta một số mẫu cũng khá là đẹp. Mình có thể in được trên các loại nhãn, như là mình đang có một cái loại nhãn là 0.47 in. Thì cái này là mọi người phải chọn đúng cái kích thước tem nhãn của mình ha. Đây, 0.47 nè, 0.94 nè. Thì mỗi loại nó có thể in được nhiều cái loại kích thước khác nhau. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn một cái tem trắng đi. Đây là cái giao diện thiết kế của mình. Thì đầu tiên mọi người nên để ý giùm em là cái phần kích thước này. Đây là những cái kích thước mà mặc định của nhãn Rohde quy định. Thì em đang có một cái cuộn nhãn là 0.47 inch. Thì chúng ta sẽ chọn đúng cái loại kích thước mà chúng ta mua. Và cái chiều dài này thì chúng ta có thể là tự chọn mặc định. Hoặc là có thể để tự động nó sẽ theo cái độ dài mà cái văn bản của chúng ta chọn đánh. Đây, em sẽ đánh một số cái ký tự lên. Mình có thể co giãn cái khung khung đánh chữ của mình ở đây. Muốn canh chỉnh lại cái kích thước của cái nhãn thì mọi người có thể bấm vào cái paper ở trên này. Đây, một số cái thước nè mọi người. Đây là in ngang nè, đây là dọc nè. Đấy. Thì trên này nó sẽ có một số cái tính năng mà mình có thể chèn vào để thêm những cái ký tự mà mình muốn in ha. Thì đây là ví dụ như mình sẽ chọn những cái khung này, rồi chọn những cái hình ảnh hoặc là những cái file mà mình đã lưu sẵn trong cái thư mục này. Ở đây thì có thể chọn được cả phông chữ, cơ chữ và rồi in đậm, in nghiêng. Mọi người chỉ cần để ý cho em cái phần kích thước này ha, không được sai kích thước nha. Thì nếu mà sai thì máy sẽ báo lỗi và không được in. Thì em sẽ tạo một vài ký tự, cái nội dung ha. Rồi, khi đó chúng ta chỉ cần bấm in là máy sẽ chọn in thôi. Thì trong đây nó sẽ có một vài cái chế độ cắt nữa. Thì ở đây là mình sẽ chọn cái auto cut này, nó sẽ khi mà in một nhãn thì nó sẽ cắt liền một nhãn đó cho chúng ta. Người để ý giùm em là cái máy in của mình phải chọn cho đúng cái loại mà mình đã cài driver lúc đầu ha. À, khi đó mình chỉ cần một bấm in là được. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tính năng của phần mềm cũng khá là hay. Khi mà mọi người cần có một file Excel mà mọi người cần in những cái nội dung trên cái file Excel đó và in nhiều cùng một lúc, thì đây em đã tạo cho mọi người sẵn một cái file Excel như thế này. Thì đây là những cái cột nội dung mà em muốn nó thay đổi ở trên cái tem nhãn của mình. Thì tùy mọi người ha, thì nếu mọi người có nhiều cái nội dung hơn thì có thể tạo nhiều cái cột hơn. Thì đầu tiên chúng ta cần tạo một cái file Excel như thế này. Sau đó chúng ta vào phần mềm BTOD. Chúng ta sẽ chọn phần Database. Connect. Ok. Phần này chúng ta sẽ chọn cái thư mục, cái file mà chúng ta đã tạo lúc đầu ha. Đây, cái file này là file nhãn. Connect. Những cái sheet này là cái sheet trong Excel mọi người ha. Đây, em sẽ chọn sheet 1. Nó sẽ hiện ra hai cái cột như thế này, là những cái cột trong Excel. Đây. Thì tiếp theo chúng ta còn làm là tạo một cái trường văn bản. Rồi có thể kéo nhỏ cái này lại. Sau đó chúng ta sẽ chèn liên kết cái trường này với cái những cái cột ở trong đây. Database. Đây, nó sẽ hiện ra như là cái tag one này, em sẽ chọn nó là cột mã hàng. Em sẽ chọn đây là mã hàng. Đây, thì nó sẽ nhảy theo thứ tự của chúng ta.
tem nó hơi ngắn, em sẽ cho nó dài ra một xí. Có thể cho đủ cái diện tích để cho chúng ta có thể để thêm một cái ký tự nữa. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái tự đường để tạo ký tự là phiên chữ A này. Tiếp tục chúng ta sẽ lại vào phần file database in nhãn. Phần test 2 này nó chưa có gắn với cái cột nào trong đây hết cả. Chúng ta sẽ chọn phần số lượng. Ok. Đây, cột số lượng của chúng ta đã liên kết được với cái file này rồi. Nó sẽ nhảy như thế này. Đấy, mọi người có thể thấy là nó sẽ nhảy theo cái nội dung mà mình đã liên kết, giống cái file Excel mà mình đã liên kết. Thì cái này mọi người có thể in một lần nhiều tem cùng một lúc. Nếu mọi người bấm in thì nó sẽ in tất cả những cái con tem này, những cái như cái em đang để ở current record là những cái con tem mà mình đang chọn. Ví dụ như là current record thì nó sẽ có chọn in một con tem này thôi. Nếu mà bấm O thì nó sẽ in tất cả bốn bốn con như này. Đấy. Thì đó là một vài cái tính năng mà phần mềm Vitex này nó có thể sử dụng, có thể làm được. Thì mọi người có thể tạo thêm nhiều cái con tem khác theo tùy ý theo của mọi người. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Mọi chi tiết thắc mắc mọi người có thể liên hệ qua số hotline của công ty Thế Giới Mã Vạch là 1900 3438 hoặc là website thế giới mã vạch.com. Chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những video lần sau.